thế là chưa kịp cúng gì, mày bắt em ra vặt lớp con gà trong, mà nhớ tay em vặt sang con gà mai, rồi nấu chi im im con gà. Quý vị, tiết mục vui nhộn, sôi động vừa rồi là màn mở đầu của Gala Cười 2024 với mong muốn mang tới niềm vui gửi đến khán giả dịp đầu năm mới. Bên cạnh màn chào đầu ấn tượng, chương trình còn có nhiều nội dung thú vị khác. Đó chính là các tiểu phẩm mang thông điệp ý nghĩa, đan xen là các ca khúc nhạc chế thông qua phần thể hiện của các nghệ sĩ hài được yêu thích như nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, Vân Dung, Thái Sơn, Hà Trung, Duy Nam. Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Không khí tại trường quay Gala Cười 2024 căng thẳng nhưng không kém phần vui nhộn. Với mong muốn tạo nên sự mới mẻ cho Gala Cười, ekip thực hiện luôn có sự tìm tòi, sáng tạo theo tiêu chí, mang tới nhiều nụ cười tới khán giả trong dịp Tết Giáp Thìn. Vì thế, trước giờ ghi hình, các nghệ sĩ vẫn miệt mài tập luyện, khớp nhạc và tập lại các tiết mục. Điểm mới nổi bật của chương trình là sự đan xen giữa các tiểu phẩm hài và các khúc nhạc chế. Gala Cười 2024 không có sự xuất hiện của người dẫn như mọi năm. Năm nay thì hơi khác so với mọi năm một chút, thì ở giữa các tiết mục tiểu phẩm thì thay vì MC sẽ ra dẫn thì năm nay chúng tôi là dẫn bằng những bài hát chế, sử dụng những cái bài hát đã rất là hot hit. Chúng tôi làm mới những cái bài hát lại bằng những cái câu từ đúc kết lại trong năm vừa qua và những cái tiếng nói lòng của khán giả. Hy vọng đây là một món ăn cũng khá là lạ lẫm cho khán giả xem truyền hình. Mẹ tôi biết bơi. Trong chương trình, nhóm hài của nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, Vân Dung, Thái Sơn làm mới hình ảnh bằng tiểu phẩm mang màu sắc cổ trang. Trong khi đó, nhóm các bạn trẻ Thái Dương, Hà Trung, Duy Nam tiếp tục thế mạnh vừa tấu hài vừa hát liên khúc nhạc chế theo nhiều thể loại khác nhau. Thái Sơn rất là may mắn vì được tham gia khá là nhiều tiết mục ở trong cái chương trình Gala Cười, từ hát hò cho đến biểu diễn cổ trang đến hiện đại. Nói chung là có mấy tiết mục nha mọi người. Trong tất cả các chương trình gala thì năm nay tôi mới được sinh một tí. Thì tôi nghĩ là với Gala Cười thì năm nào cũng sẽ mang đến cho khán giả thật nhiều tiếng cười, nhiều thông điệp. Và đặc biệt là đây cũng là tâm huyết của toàn bộ ekip. Và đặc biệt năm nay chúng tôi gala có rất nhiều yếu tố mới. Thấy rất là vui khi mình sẽ xuất hiện ở cái màn đầu tiên, sẽ là một liên khúc những ca khúc giai điệu rất là quen thuộc nhưng mà trên một cái lời nhạc hoàn toàn mới. Và ở trong tiểu phẩm của mình thì cũng tiết lộ một chút thôi là cũng sẽ là một vai cũng rất là thú vị khi mà Thái Dương được thể hiện khả năng của mình, đó là khả năng hát. Các nghệ sĩ cũng chia sẻ thêm, mặc dù đã góp mặt nhiều năm trong Gala Cười, nhưng để có những tiết mục hấp dẫn, diễn xuất tinh tế, ngoài sự tung hứng ăn ý, họ đã dồn nhiều tâm huyết trong quá trình tập luyện. Anh em vẫn cố gắng tập trung với nhau, tập ngày, tập đêm, bất kỳ khi nào rảnh để làm sao chuẩn bị cho cái chương trình này nó một cách tốt nhất. Trước giờ lên hình, trong cả buổi chiều thì anh em vẫn phải chạy với nhau, khớp với nhau để có thể là nhuần nhuyễn nhất và ưng ý nhất. Thú thật với tất cả quý vị khán giả là khi mà đứng cạnh Trung Duồi thì Nam cảm thấy rất là tự tin. Có lẽ là cũng có một cái lối diễn nó gần và ăn xăm nhau. Thì năm nay cũng chung với lại cả Trung Duồi trong một tiểu phẩm hài. Với sân khấu được dàn dựng công phu, cách thể hiện độc đáo, sự góp mặt của dàn nghệ sĩ được khán giả yêu thích, các tiểu phẩm hài chứa đựng thông điệp ý nghĩa, Gala Cười 2024 hứa hẹn tạo sức hút với khán giả ngay từ phút đầu tiên. Hy vọng rằng là đến ngày mùng 2 Tết, các bạn xem gala, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thích thú và sẽ thốt lên rằng ôi gala năm nay hay quá. Thông điệp mà Dũng Hớn cũng như tất cả anh em nghệ sĩ muốn truyền tải cho quý vị khán giả, trong cuộc sống này chúng ta hãy yêu thương nhau hơn và san sẻ những cái điều tốt đẹp, những cái điều nhân văn dành cho nhau. Và hy vọng là Gala Cười năm nay sẽ mang lại thật nhiều niềm vui, mang lại thật nhiều tiếng cười, mang lại thật nhiều những năng lượng tích cực. Xin gửi tới quý khán giả lời chúc sức khỏe cũng như chúc quý vị luôn luôn hạnh phúc, may mắn và thành công nha. Quý khán giả đón xem chương trình Gala Cười 2024 phát sóng lúc 20 giờ mùng 2 Tết trên kênh VTV3 cùng nhiều kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.